Xin chào các ba mẹ yêu quý của kênh Chuyện Mang Thai. Trong chuyên mục Sức Khỏe Mang Thai ngày hôm nay, chúng mình và các ba mẹ sẽ cùng nhau tìm hiểu thời điểm siêu âm quan trọng nhất trong thai kỳ. Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu siêu âm là gì và siêu âm có vai trò như thế nào. Vậy siêu âm là gì? Siêu âm là một thiết bị hay dễ hiểu hơn là cái máy có thể ghi nhận hình ảnh bên trong cơ thể của bạn. Đến đây chỉ xin bàn về em bé trong tử cung của mẹ. Dĩ nhiên, bác sĩ có thể thấy gan, thận, lách, ruột trong bụng mẹ. Nhưng tuyệt vời nhất là nhìn thấy em bé trong bụng. Bác sĩ siêu âm có thể quan sát thấy bao nhiêu bé trong tử cung, kích cỡ bé như thế nào, tim bé đập như thế nào, nhanh hay là chậm, tính trên 1 phút. Các cơ quan trên cơ thể bé có bình thường hay không? Cơ thể tính tương đối chính xác ngày dự sanh nếu siêu âm sớm. Ghi nhận hình ảnh bằng máy siêu âm có thể ghi lại giống như video hay hình ảnh hiển thị ra máy tính. Nhân viên y tế sẽ in lại hình ảnh này cho bạn. Để hiểu rõ hơn thì cùng chúng mình tìm hiểu hoạt động của nó như thế nào. Siêu âm là những sóng âm tần số cao mà tai mình không nghe được. Nó là sóng âm, tức là âm thanh, nên bé không bị chói mắt, không bị đau khi làm siêu âm. Sóng âm này được phát từ một thiết bị gọi là đầu dò, truyền sóng âm qua da, đi qua thành bụng để ghi nhận hình ảnh bên trong bằng cách dội lại. Siêu âm khác X-quang ở chỗ tia siêu âm không phải tia xạ. Đây chính là yếu tố chính để khẳng định tính an toàn của siêu âm cho thai nhi. Vậy tại sao khi có thai thì cần phải đi siêu âm? Tại vì siêu âm giúp các mẹ biết mình có mấy thai, mẹ có phát triển đúng tuổi hay là không, có nhỏ quá hay to quá so với tuổi thai không, bất thường gì ở mặt mũi tay chân, hay tim gan phổi không, bánh nhau có ở vị trí bình thường không, quá giúp ích còn gì đúng không nào? Còn cái này nữa, con mình là con trai hay là con gái không phải điều quan trọng. Nhưng nhiều khi siêu âm có thể phát hiện bất thường sinh dục bẩm sinh, bác sĩ sẽ khảo sát xem có tinh hoàn không, có dị tật sinh dục hay là không. Mấy câu này thật sự là các mẹ cần phải hỏi đấy. Con tôi có phát triển đúng tuổi thai không? Con tôi có gì bất thường về hình dạng? Cái đó có nghiêm trọng không? Nước ối như vậy có gọi là bình thường? Bánh nhau có bất thường không? Thì mẹ cần phải hỏi luôn bác sĩ đó nhé. Để khi về nhà mẹ không còn thắc mắc mà yên tâm. Vậy cần chuẩn bị gì trước khi đi siêu âm? Nếu siêu âm bụng, bác sĩ sẽ dặn bạn nhịn tiểu. Tuy nhiên khi siêu âm thai, cái này không cần thiết tuyệt đối, vì đặc điểm phụ nữ mang thai sẽ tiểu nhiều lần do bàng quang bị chèn ép. Nên nếu có đi tiểu trước khi siêu âm cũng không sao. Trong một số trường hợp đặc biệt cần siêu âm đường âm đạo, bạn cần đi tiểu trước đó thì siêu âm sẽ dễ dàng hơn, chính xác hơn và bạn cũng dễ chịu hơn. Siêu âm bình thường thì chắc chắn con tôi bình thường có phải không? Câu trả lời đáng buồn là không chắc chắn. Do vậy khi có thai, bạn sẽ được tư vấn và giải thích thực hiện nhiều loại các xét nghiệm khác nhau để tầm soát các bất thường. Qua siêu âm chỉ dự đoán khoảng 80% dị tật. Nguyên nhân là có những dị tật nhỏ biểu hiện muộn hay khiếm khuyết về chức năng, ví dụ như điếc, không thể chẩn đoán bằng siêu âm. Tay nghề và kinh nghiệm của bác sĩ siêu âm và máy siêu âm tốt cũng góp phần ảnh hưởng đến khả năng tầm soát. Ngoài ra, tư thế em bé, thành bụng của mẹ dày, nước ối quá ít cũng là những yếu tố cản trở cho khảo sát thai nhi. Do đó, mặc dù có thể phát hiện nhiều bất thường, nhưng không thể phát hiện tất cả bất thường. Vậy nhiều mẹ thắc mắc rằng siêu âm nhiều lần trong thai kỳ có gây hại gì không? Siêu âm thai được ứng dụng tầm khoảng hơn 30 năm, cho đến nay chưa có dữ liệu nào cho thấy gây hại đến thai. Chưa có không đồng nghĩa với không có. Do đó chỉ cần thực hiện khi có chỉ định của bác sĩ khám thai. Không nên siêu âm trong những trường hợp sau. Siêu âm chỉ để khảo sát giới tính. Siêu âm chỉ để ghi nhận hình ảnh hay là video của bé để mẹ cảm thấy vui. Siêu âm mỗi tuần để biết bé có lên cân hay không vì mẹ không lên cân.
Nếu mẹ không có điều kiện siêu âm thì nên siêu âm mấy lần là đủ? Câu hỏi này khó à? Tại vì mỗi tuổi thai siêu âm lại có những giá trị khác nhau. Thôi thì nếu vì lý do đó chỉ có thể siêu âm một lần nên chọn siêu âm lúc khoảng 22 đến 23 tuần, đánh giá tổng thể thai nhi, còn gọi là siêu âm hình thái học. Còn thông thường ít nhất nên siêu âm vào những thời điểm sau. Thứ nhất là khi trễ khoảng 2 tuần để xác định có thai hay là không, thai có trong tử cung hay không. Thực tế có vài tình huống phức tạp hơn, nhưng nếu thấy phôi thai trong lòng tử cung, bác sĩ cũng sẽ đánh giá luôn hoạt động tim thai như thế nào. Thứ hai là khi thai độ khoảng 12 tuần. Giai đoạn này có một loại siêu âm quan trọng là đo độ mờ da gáy. Độ dày này cùng với các xét nghiệm máu sẽ giúp đánh giá nguy cơ bất thường, còn có bị đau hay không, một số nhiễm sắc thể của bé nếu có. Thứ ba là khi thai khoảng 21 đến 23 tuần, siêu âm cực kỳ quan trọng là siêu âm hình thái học, khảo sát toàn diện nhằm tầm soát dị tật bẩm sinh của con. 3 tháng cuối của thai kỳ, tùy tình trạng thai mà bác sĩ của bạn sẽ chỉ định siêu âm, chủ yếu đánh giá bé có phát triển đúng tuổi thai hay không, hoặc phát hiện những dị tật biểu hiện muộn. Cuối cùng, các ba mẹ đang mang thai ơi, rất nên dành thời gian nói chuyện với con, suy nghĩ về những điều tươi đẹp, chứ đừng mất công đi xem hôm nay con được mấy trăm gram rồi, hay là mẹ mong ngóng biết giới tính con vì lần trước bác sĩ chưa chắc chắn con là trai hay là gái nhé. Buổi trò chuyện của chúng mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các mẹ trong những lần tới. Các mẹ hãy ấn nút subscribe đăng ký kênh và bấm nút chuông để theo dõi chuyện mang thai. Xin chân thành cảm ơn ứng dụng đặt lịch tắm bé, thông tắc tia sữa tại nhà và đặt lịch tiêm chủng BlueCare đã tài trợ cho dự án này của chúng mình.